Câu chuyện cô vịt tốt bụng. Một buổi sáng đẹp trời, gà mẹ và vịt mẹ dẫn các con đi dạo chơi. Gặp nhau, vịt con và gà con rất vui mừng. Chúng chạy nhảy tung tăng, vui đùa trên bãi cỏ xanh. Vịt mẹ và gà mẹ ngắm nhìn đàn con âu yếm và cùng kể nhau nghe về những đứa con thân yêu của mình. Khi mặt trời lên cao, các chú vịt con đã đói. Chúng muốn mẹ đưa sang bên bờ kia ao để kiếm mồi. Vịt con hăm hở chạy ra phía bờ ao. Đàn gà con cũng chạy ua theo. Thấy vậy, gà mẹ nói: "Các con ơi, để được sang bên kia bờ thì phải bơi qua ao. Nhưng mẹ và các con đều không biết bơi. Các con đừng xuống nước nhé." Nghe thấy vậy, cô vịt nghiền nói: "Chị gà đừng lo, tôi đã có cách đưa chị và các cháu sang bên bờ bên kia." Thế là cô vịt mẹ cõng gà mẹ, còn các chú vịt con cõng gà con, và chúng cùng nhau bơi qua ao. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi.